Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch này, con giáp này là con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch cùng với top 3 con giáp. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cách cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 đã hạ gục rất nhiều đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho biết bao nhiêu người phải ganh ghét, đố kỵ nhưng cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Ất Hợi trong tháng 4 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên hãy giúp chúng tôi đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn, đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên bước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ thông minh và một bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Tháng này, tình hình sức khỏe của những người tuổi Hợi sinh năm 1995 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc gặp nhiều trở ngại trong tháng này, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi tuổi Hợi năm 2022 chỉ rõ, trong tháng này, xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át mọi người xung quanh. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong tháng này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc,
Do cục diện xấu, lại có đại hao, chủ hao tán về tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với năm trước. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi lại chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, nên hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng, nếu không sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng Ất Tỵ, người tuổi Ất Hợi dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ. Hết sức lưu ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị động thai, thậm chí là sảy thai. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng, gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm. Người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu đối với đối tượng bạn thầm mến, nên tình cảm càng thêm bế tắc. Những người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tháng này, bạn cũng xây dựng được mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay, chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ất Hợi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!